Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Gia, mình là Amika đây. Và ngày hôm nay thì có trên bàn đây là một bên Redmi K50 Gaming và một bên sẽ là Realme GT Neo. Hai chiếc máy này thì mặc dù có mức giá là trên nhau nhưng mà cấu hình thì lại ngang nhau các bạn à. Đó, và hiện tại thì Điện Thoại đang bán cả hai chiếc máy này luôn. Thông tin chi tiết nó như thế nào các bạn có thể kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Đặc biệt thì đối với lại Điện Thoại thì khi mà chúng ta bỏ ra một số tiền để mua một trong hai chiếc máy này hoặc thậm chí là cả hai thì chắc chắn các bạn sẽ có luôn cái bảo hành full, tức là lỗi là đổi chứ không có sợ gì cả. Chúng ta không phải mất thêm một khoản phí nào để có thể là mua cái bảo hành vàng hay là bảo hành kim cương gì đó. Quay trở lại với nội dung chính của video thì bây giờ mình sẽ tiến hành show cho các bạn xem là về cái phần đa nhiệm này. Rất đáng tiếc là ngày hôm nay có một con là RAM 8GB và một con là RAM 12GB cho nên là sẽ không có phần test đa nhiệm. Nhưng mà cơ bản là chúng ta cứ test cái phần tốc độ trước đã. Đây là cái điều mà quan trọng nhất đúng không nào? Đó, cứ có là test thôi. Rồi, ok, mình sẽ khởi động lại cả hai chiếc máy này đây. Ok, như vậy là cả hai chiếc máy này đều đã được khởi động lên. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về cái phần đa nhiệm một lần nữa này. Đấy, không có gì cả nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào phần test luôn. App đầu tiên này, AnTuTu Benchmark 1, 2, 3 đều nhau, đó, trên lệch không nhiều, đều nhau. Điểm số thì nó cũng xem nhau luôn các bạn à. Mặc dù là con này có RAM lên tới là 12GB nhưng mà nhìn chung là cái điểm số gần như là không chênh nhau nhiều. Con này chỉ có RAM 8GB thôi. Alpha 8 này, 1, 2, 3 phản hồi gần như là tức thời, đều nhau luôn. Tuy nhiên thì cái này nó liên quan về cái mặt tối ưu, chúng ta có thể thấy được. Thật sự là mình thấy rất là bất ngờ với khả năng load app trên cái chiếc Redmi K50 Gaming. Nó nhanh thật sự đó các bạn à. Traffic Rider, để xem rằng là sau cái video này thì nó có thật sự đúng rằng là tiền nào của nấy hay không. Đó, một lần nữa thì con này lại vào trước này, Redmi K50 Gaming. Shadowfy 3 đây, Redmi K50 Gaming cũng sẽ nhỉnh hơn đôi chút này. Tuy nhiên thì chưa vào cho nên chúng ta cũng chưa biết được. Cả hai chiếc máy này thì mình đều đang để là tần số quét 120Hz và cái độ phân giải là Full HD các bạn nhé. Như vậy là Redmi K50 Gaming cũng sẽ nhanh hơn. Về khả năng tối ưu thì mình rất là bất ngờ nha. Tiếp đến này, Subway Surfer. Wow, rất ấn tượng đúng không nào, rất nhanh luôn. Đến đây thì các bạn đã hiểu được rằng là tiền nào của nấy rồi. Gangstar 4. Này, đến với game nặng này. Nhìn chung thì thực chất với cái mức giá trên tầm khoảng 1 triệu như thế, con Redmi K50 Gaming nó vẫn sẽ có nhiều cái hơn. Màn hình này, thiết kế này, rồi là chúng ta sẽ có là một cái cụm phím trigger vật lý nữa. Đó, tổng thể thì nó rất là xịn sò. Đến đây thì có vẻ như tự nhiên mình thấy cái chiếc Redmi K50 Gaming nó lưỡng lự các bạn à. Hình như là nó nhường Realme GT Neo hay sao ấy. Zombie từ Tsunami, 1, 2, 3 đều nhau. End Rebirth 2 phản hồi gần như là tức thời khi mà mình vừa mới chạm vào luôn. Đây là một con chip mà gọi là cao cấp nhất của MediaTek ở thời điểm hiện tại. Tiến trình của nó cũng sẽ là 6 nanomet cho nên là nhìn chung cái sự chênh lệch giữa Snapdragon cũng như là Exynos nó chưa quá rõ. Mà Snapdragon điển hình như là Snapdragon 870 hoặc thậm chí là 888. Real Racing 3. Nói về cái trải nghiệm thực tế thì thực chất con chip Dimensity 1200 vẫn là một con chip khá là lành theo cái quan điểm của mình. Tại vì nhìn chung là nó cũng sẽ không quá nóng đâu, thật sự là như thế. Cái con này là tại vì nó được làm từ khung viền kim loại nên là cái phần nhiệt nó sẽ được tản ra hết ở phần cạnh trên ở đây. Nên là khi cầm là sẽ khá là khó chịu. Đây là cái gọi là nó liên quan về cái thiết kế công thái học thôi. Chứ không hẳn là con chip này nó sẽ nóng đâu. Kenny Crusher Ga.
Tổng kết lại thì kết quả nó đã hiển thị lên màn hình rất là rõ ràng rồi. Còn các bạn nghĩ sao? Nếu như là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn cái chiếc Realme GT Neo để có một cái trải nghiệm tối ưu nhất cho tầm giá, hay là muốn nâng bỏ thêm 1 triệu nữa để có thể sở hữu cái chiếc Redmi K40 Gaming để có những cái như là màn hình này, pin này, sạc này, rồi là thiết kế này. Nói chung là tất tần tật mọi thứ nó đều hơn so với lại cái chiếc Realme GT Neo cả, loại trừ con chip Dimensity 1200 thôi. Thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.